Hi, chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với channel của Hội, là tiếp tục những clip về mạng thuật. Thì hôm nay clip này mình tiếp tục chia sẻ các bạn cái hiệu ứng về Facebook Messenger nha các bạn nha. Và hiệu ứng này là hiệu ứng chúc mừng năm mới cũng như là chúc mừng đêm giao thừa nha các bạn nha. Và các bạn hãy xem clip của mình hướng dẫn nha. Mình sẽ cho các bạn xem cái demo như thế nào nha. Đây, khi mình nhắn cái từ cái câu chúc mừng năm mới nha các bạn nha. Chúc mừng năm mới. Đấy. Thì các bạn để ý là cái chữ năm mới của mình nó sẽ được tô đậm nha các bạn nha. Thì khi các bạn nhấn vào thì nó sẽ có hiệu ứng đây, hiệu ứng pháo hoa nha các bạn nha, khá là đẹp nha các bạn nha. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm luôn. Thì các bạn sẽ vào tin nhắn của một người các bạn muốn tạo hiệu ứng nha, rồi các bạn vào nút chữ y nè, rồi các bạn sẽ vào chỗ cái mục gọi là hiệu ứng từ ngữ nha các bạn nha. Rồi thì các bạn thấy mình đã tạo sẵn một cái câu đó là chúc năm mới nha các bạn. Thì khi mà nhắn năm mới thì nó có hiệu ứng pháo hoa đây, thì mình sẽ gửi nha các bạn. Thì thay vì câu năm mới thì các bạn là giao thừa vui vẻ chẳng hạn, mình sẽ nhắn từ giao thừa nha các bạn nha, và giao thừa này. Rồi mình sẽ tạo cái hiệu ứng firework ở đây nha, đấy, các bạn thấy không đây. Rồi thì các bạn nhấn nhập vào, các bạn nhấn ngay chỗ nút này đấy, thì nó sẽ đưa vào cái danh sách gọi là hiệu ứng của bạn. Rồi sau đó các bạn sẽ vào quay lại tin nhắn, cho các bạn nhắn là đêm giao thừa vui vẻ. Các bạn chỉ cần nhắn có cái chữ mà các bạn set trước đó, các bạn cài trước đó thì nó sẽ ra cái hiệu ứng đó. Nhưng mà ví dụ như mình nhắn chữ đêm nè, có cái chữ giao thừa lúc nãy nha, giao thừa đêm giao thừa vui vẻ nhé. Đấy. Thì cái chữ giao thừa các bạn sẽ thấy là nó được tô đậm lên, tại vì nó có chứa cái hiệu ứng mà mình cài lúc nãy nha các bạn nha. Mình sẽ nhấn nè, thì cái giao thừa khi nhấn cho nó có hiệu ứng pháo hoa bật lên rất là đẹp. Thì nếu mà các bạn muốn cài cái hiệu ứng khác đấy, cài cái hiệu ứng từ ngữ khác cũng được, các bạn có thể cài cái biểu tượng khác, cái icon khác với lại là cái từ ngữ khác cũng được, bất kỳ cái nào các bạn muốn nha các bạn nha. Các bạn bật cài hai dấu, hai chấm, dấu chấm, ba chấm gì cũng được. Thì ok, thì nếu các bạn muốn gửi thì các bạn vào lại cái mục chữ y lúc nãy ha, và mục chữ y nè, và chỗ hiệu ứng từ ngữ nè, các bạn nhấn giữ vào cái mục mà các bạn muốn gửi, sau các bạn nhấn có thể hiện chữ gửi, hiểu cái mục gửi phía dưới, các bạn nhấn vào chọn gửi thì nó sẽ mất nha. Sau này các bạn nhấn chữ giao thừa nó cũng không có ra hiệu ứng đó nữa. Ok, thì mình đã hướng dẫn xong các bạn cách tạo cái hiệu ứng đêm giao thừa chúc mừng năm mới thành công nha các bạn nha. Nếu các bạn thấy clip mình hay quá, hãy like cái video này để mình có động lực làm thêm clip khác hay hơn, và đặc biệt là để con YouTube để xuất video của mình để nhiều người hơn. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh thì hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn nút chuông này theo dõi clip mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn đã xem clip này nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.